Vâng, Thiên Định xin chào toàn thể chị nha. Hôm nay là ngày Chủ nhật, Thiên Định xin gửi tới lời chúc tới toàn thể của chị chúng ta một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nha con chị nha. Hôm nay buổi sáng thì bây giờ đang là 9:20, thì bây giờ Thiên Định sẽ đi review một vòng Vino Ocean Park. Hôm qua thì thời tiết thì trời mưa to đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay ngày Chủ nhật thì thời tiết hứng nắng đang rất là đẹp của chị ạ. Thì ngày hôm nay cũng như chúng ta rảnh thì xuống dự án Vinhomes Ocean Park chơi nha. Và bây giờ Thiên Định sẽ ra ngoài đầu đường 52m luôn để quay cho anh chị xem. Nào chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Xin mời. Vâng, hiện tại Thiên Định đang đi trên trục đường 52m. Đây chính là bùng binh S212 rồi có chị này. Thì như ngày hôm qua là ngày thứ bảy thì mưa rất là lớn, buổi sáng cũng mưa to, nhưng mà hôm nay ngày chủ nhật thì thấy không khí cũng như là thời tiết khá là đẹp của chị ạ. Thời tiết này mà đi chơi cũng rất là thích. Thì bây giờ đang là buổi sáng 9:20 sáng, thì định sẽ đi một vòng dự án này của như chị xem nha. Đây là san hô này, khu vực này là bên phải của chúng ta là san hô 16 của chị nhá. San hô 16 ở đây thì cũng có mấy cặp đang thi công rồi. San hô 16 dẫn à người anh em đi chạy thể dục. Đây, đi thẳng vào đây là Hồ Ngọc Trai rồi đây con chị. Đấy, hôm nay xe buýt chạy rất hoạt động rất là nhiều rồi con chị nhá. Đi gọi hầu như liên tục gặp xe buýt. Gặp xe buýt thường xuyên luôn. Xe buýt điện thì đi nói chung là Thiên Định thấy đánh giá là rất là tuyệt vời luôn của chị ạ. Đi êm lắm, sướng lắm, ngồi cũng thích. Cái gì cũng thế, gọi là những cái dịch vụ mới đều rất là tốt luôn của chị ạ. VinFast là xe buýt VinFast phải nói là quá tuyệt vời. Đi không chê được luôn đấy. Trục đường Ngọc Trai 6, Ngọc Trai 8 thì bây giờ thì hầu như có rất nhiều shop đã mở rồi. Và Thiên Định cũng đánh giá từ cái thời điểm ban đầu là cái trục đường này ấy, nó chia làn. Cho nên thực ra để đề mà kinh doanh, Thiên Định chia sẻ luôn, đề mà kinh doanh sầm uất ấy, thì trục đường này chắc chắn sẽ không thể sầm uất bằng khu Hải Âu được. Thiên Định phân tích rất là nhiều đúng không ạ? Cái trục đường này là trục đường lớn nhưng mà chia làn thì cái làn bên trong ấy, mọi người để ý nếu chúng ta phải đi vào trong chúng ta mua sắm ấy, thì chúng ta đi làn bên trong thì chúng ta phải chạy thẳng lên con lươn về trên này và chúng ta quay đầu lại, hoặc là chúng ta đi từ đoạn dòng dưới chúng ta đi lên đúng không ạ, thì nó khá là bất tiện. Ngọc Trai 6, Ngọc Trai 8 thì định chia sẻ luôn với con chị chúng ta là phục vụ chính cho hai đảo Ngọc Trai, chứ về cái vị trí và về cái để mà cư dân tập trung hay là cái lượng khách hàng tập trung đông đúc ấy thì nó chỉ có phân khu Hải Âu thôi. Hải Âu là gần trung tâm thương mại, là những cái vị trí mà sau này nó sẽ là trung tâm mà có thể thu hút rất nhiều khách hàng đúng không ạ. Ôi, hai con xe Beijing, hai con xe xe này là xe Trung Quốc nhưng mà rất là hay đấy. Đây bây giờ thì mình sẽ rẽ phải vào đây này. Hôm nay là ngày chủ nhật thì buổi sáng thì bây giờ đang là 9, bây giờ là 9:30 rồi này. Thì không biết là chắc chắn hôm nay quảng trường cũng sẽ rất là đông tại vì thời tiết hôm nay khá là đẹp. Khu sau biển đây thì Thiên Định chia sẻ với anh chị chúng ta cái thời điểm vừa rồi thì giá từng phân khu cũng tăng rất là từng dãy cũng tăng rất là nhiều, đặc biệt là những cái dãy sao biển 06 này, sao biển 8 này, sao biển 10 này, sao biển 11 này,
Sao biển chín là những cái dãy sao biển mà gần với cái khu vực trung tâm này, gần mấy hồ này, thì giá của nó tăng khá là cao. Đấy. Còn những cái dãy bên khu vực sao biển 3 này, sao biển 5, sao biển 7 này thì giá cũng tăng, nhưng mà tăng vừa phải hơn. Nếu quý anh chị chúng ta muốn lựa chọn cho mình những cái căn mà tại những cái dãy gần hồ như này ấy, thì hiện tại thì nó cũng giá, nếu như Đông Nam thì cũng rơi tầm khoảng 16 tỷ, đúng không ạ? À, Tây Bắc thì rơi tầm khoảng 15 tỷ. Còn nếu như sang bên sao biển 3, 5, 7 ấy, thì quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn những cái căn 142 mét hướng Đông Nam song lập, thì nó cũng rơi tầm là hiện tại đang là 13,5 tỷ là căn rẻ nhất để quý anh chị chúng ta có thể lựa chọn. Nếu về so sánh ấy, thì Thiên Định đánh giá là khu sao biển là một trong những cái khu gần rất nhiều tiện ích, vị trí đi ra cái những cái khu tiện ích cực kỳ gần, như đi ra quảng trường này, đúng không ạ, đi ra trung tâm thương mại này, đi ra biển nước mặn này, đi ra biển hồ này. Đấy. Vị trí cũng như là cái kết nối giao thông nó khá là thuận tiện của anh chị ạ. Còn như khu san hô thì cái vị trí của nó cũng rất là đẹp, nhưng mà mỗi khu nó một cái tiện ích, rồi nó những cái đặc điểm, rồi nó có ưu nhược điểm khác nhau, đúng không? Từng khu nó có những cái ưu nhược điểm khác nhau, mà tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của anh chị chúng ta, mà chúng ta có những cái lựa chọn cho mình những cái căn nó phù hợp. Đấy, hôm nay quảng trường đây của anh chị ạ. Quảng trường hôm nay đấy, mọi người bây giờ là đang, bây giờ mọi người mới đang tới rất là đông rồi. Với thời tiết như này thì tầm trưa sẽ cực kỳ đông luôn. Ngày chủ nhật thì hầu như mọi người đều đều đi tới dự án khá là muộn, tầm 10 giờ. 10 giờ đến 11 giờ là lúc đấy là mọi người tới đông. Còn bây giờ thì chắc chắn mọi người buổi chủ sáng chủ nhật thì thường hay ngủ nướng, đúng không ạ? Cô chú anh chị chúng ta thấy cái đường, con đường này nó rộng không? Đường này là đường lòng, đường rộng 10,5 mét. Tính cả vỉa hè hai bên của nó, con đường này là rộng 20,5 mét cô chú anh chị nhá. Đó là trục đường sao biển 01. Bên phải của chúng ta là những cái khu là cái dãy gọi là shop house kim cương mặt biển, đúng không ạ? Bên trái là sao biển 11 hướng đông nam 150 mét. Đối diện bên đường sang bên đường 30 mét bên này đó chính là cái khu tiện ích, khu vui chơi. À, trung tâm của khu sao biển. Đấy, xe buýt điện đang chạy đây chị. Cái lượng người đi trên xe hiện tại Thiên Định cũng thấy là số lượng người đi khá là đông nhá. Không biết đây là hôm nay chủ nhật như nào, nhưng mà thấy mọi người đi trên xe khá là đông. Thiên Định cũng chưa đi thử, đi thì có ngồi lên rồi, có đi được một đoạn rồi, mà chưa, tại vì Thiên Định hôm Thiên Định chỉ là xin lên ngồi nhờ thử một xíu thôi, nhưng mà chưa biết về cái giá vé với cả là cái chi tiết là cư dân là vé như nào, rồi không phải cư dân là vé như nào thì Thiên Định cũng chưa cập nhật. Để là thời gian tới thì Thiên Định sẽ cập nhật, Thiên Định sẽ thực tế luôn và Thiên Định cập nhật cho quý anh chị xem nha. Đấy, bên phải của chúng ta là biển nước mặn, đây là trục đường 30 m dọc trục chính chạy lên trung tâm thương mại kết nối giao thông với Hải Âu 01 sang phân khu Hải Âu. Thời tiết như này nếu anh chị chúng ta rảnh thì mời chúng ta, của anh chị chúng ta xuống dự án tham quan nhé, đi chơi thôi. Ui, hai lần coffee hôm nay đông thế, sáng ngày chủ nhật hai lần coffee rất là đông quý anh chị. Hầu như hai lần thì hôm nào Thiên Định cũng thấy là cái số lượng khách hàng tới uống cà phê rất là đông. Tại vì thực ra là cái vị trí của nó khá là trung tâm, đúng không ạ? Khách tới tham quan rồi khách cư dân cũng vậy, rồi sale cũng vậy, mọi người tới thì đều tập trung khu vực quanh quanh trung tâm thương mại rất là nhiều. Chính vì vậy mà tại sao Thiên Định lại đánh giá là gần trung tâm thương mại rồi khu Hải Âu, là sau này là những cái khu này nó sẽ là tập trung đông đúc. Mọi người nhìn nhận, mọi người đánh giá, mọi người nhìn tổng quan đấy, và có những cái nhìn dài, nhìn dài thời gian nó dài ra thì chúng ta mới hiểu được là cái khu nào sau này nó mới là sầm uất. Còn không phải đường to đường lớn, không phải đường rộng mà
mà kinh doanh tốt đâu anh chị ạ. Mà ở đây nó còn phải nhiều mặt hàng, nhiều loại hình, đúng không ạ? Đây, ở đây bên phải của chúng ta là vị trí lối vào biển nước mặn. Cái trục đường Hải Âu 01 này thì là tất cả các căn đều là shop kinh doanh, những cái căn đơn lập, vị trí rất là đẹp, view biển, view quảng trường, view hồ. Và hiện tại cũng có rất nhiều căn đang thi công cũng như là đi vào kinh doanh rồi. Thoáng mọi người tới thì đều thích ra biển nước bạn chụp ảnh đấy. Cả gia đình luôn cả cả bao nhiêu thế hệ luôn tới chụp ảnh tại biển nước bạn của chị đấy. Hôm nay quảng trường đấy bây giờ mọi người mới đang tới đông luôn chị này, bây giờ mới đang thấy mọi người tới đông này. Người tập trung. Bây giờ đến trưa thì hai cái dọc này nó sẽ đầy, nó đã sẽ đông kín xe luôn. Bây giờ thì vẫn còn đang còn chỗ để à, mà đây là cấm đỗ xe của anh chị ạ. Cái dãy bên phải bên trái thì được đỗ này, còn bên phải là hầu như cấm đỗ xe, cho nên mọi người đậu 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 dọc hết kín bên này luôn này. Biển hồ một trong những cái tiện ích mà quá là đẳng cấp đúng không chị chị? Đến Vinhomes Ocean Park mà không check in, không chụp được cho mình bức ảnh nào thì thật là tiếc. Cô chú anh chị chúng ta hãy cố gắng khi tới thì hãy giữ cho mình thật nhiều các cái kỷ niệm, các bức ảnh về dự án Vinhomes Ocean Park đúng không ạ? Đấy, bãi cát của chị nhìn thấy bãi cát đẹp không ạ? Rất là đẹp luôn. Những hình ảnh như trong tranh, nhưng mà nó tất cả đều là thực tế. Những hình ảnh dạng dừa xanh đúng không ạ? Bãi cát dài, lấp thấp thoáng lại những cái căn biệt thự view mặt hồ, quá là tuyệt vời. Biển xanh cát trắng nắng vàng, nghe thì chị gọi là chắc chỉ đi tới những cái khu resort, những cái khu Phú Quốc, Nha Trang đúng không ạ, những cái bãi biển tự nhiên. Nhưng mà hiện tại là đã thực tế có ngay tại Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội. Và sáng nay Thiên Định vừa có một cái bài phân tích là giá của Vinhomes Riverside bây giờ đã rơi tầm khoảng từ 180, 150, 180 đến 230 triệu một mét. Đúng không ạ? Giá của bên một số các dự án quanh quanh dự án Vinhomes Ocean Park đã 100 triệu một mét rồi đúng không ạ? Green Bay, dự án Vinhomes Green Bay Mễ Trì của nó cũng đã là 300 triệu một mét đấy.
300 triệu một mét đấy quý anh chị ạ, bên Green Bay bên Mễ Trì đúng không ạ. Rồi Sibucha cũng rơi tầm khoảng 150, có những căn đến 200 triệu một mét, giá rất là cao. Nhưng mà Vinhome Ocean Park bây giờ nó chỉ loanh quanh tầm 100 triệu thôi anh chị, loanh quanh tầm 100 triệu, giá đang cực kỳ hợp lý luôn. Những cái căn mặt hồ thì nó cũng dao động đâu đó rơi tầm 120 triệu một mét, 120, 130. Đấy, giá còn đang Thiên Định đánh giá là còn đang khá hợp lý và còn đang khá khá thấp so với cái thời điểm này. Với những cái tiện ích như thế này thì Thiên Định tin chắc rằng tương lai nó sẽ có một cái mức giá cực kỳ dã man luôn. Đây, bên này xe Beijing này, xe Beijing sơn màu này cũng đẹp, đẹp thật. Màu này là có phải màu xanh ngọc này. Hai con Beijing, Beijing là xe Trung Quốc rồi quý chị ạ. Xe này đợt vừa rồi về Việt Nam này bán cũng khá là chạy. Bên trong thì nội thất rất là đẹp, nhưng mà về chất lượng thì cũng chưa biết được như nào. Đấy, biển hồ rất là đẹp. Đây là Thiên Định đang đi trên dọc trục hồ Ngọc Trai quý chị nhá. À, hồ San Hô quý chị nhá. Thì giá cả Thiên Định chia sẻ là chỉ tầm khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi. Thiên Định tin chắc rằng Vinhome Ocean Park đến những cái thời điểm tầm khoảng đến 2022 thôi. Chưa nói đến 2023, 2022 thôi, là sang năm sau thôi. Là chắc chắn giá của nó phải rơi tầm ít nhất nhá. Những cái căn song lập ít nhất phải rơi tầm khoảng 120, 130 là bình thường. Còn những căn mặt hồ phải rơi đến tầm 200. Mà giá bây giờ đang khá là rẻ, khá là hợp lý để quý anh chị chúng ta sở hữu. Nếu của chúng ta định cư cũng được mà chúng ta đầu tư vẫn được, đúng không ạ? Giá vẫn tăng, giá vẫn thời điểm này Thiên Định đang thấy là vẫn tăng. Còn khi mà một số cái dự án mới như Vinhome Dream City Hưng Yên, Vinhome Cổ Loa hay Vinhome Đan Phượng ra thì chắc chắn là Vinhome Ocean Park nó cũng sẽ chững một xíu, nhưng mà chắc chắn là nó cũng là một cái bước đà để so sánh. Tại vì sao, là nếu không về dự án Vinhome Dream City Hưng Yên ấy thì là không phải Hà Nội thì Định không nói. Nhưng mà đối với Vinhome Cổ Loa thì Thiên Định tin chắc rằng giá của nó không dưới 100 triệu. Nếu mức ban đầu bán ra chắc chắn nó phải rơi tầm khoảng từ 100 đến 120 đến 150 triệu một mét. Đấy. Thì lúc đấy nó chỉ làm nền cho dự án Vinhome Ocean Park lại tiếp tục tăng thêm một đợt nữa thôi của những triệu. Còn khi mà chưa ra ấy, khi mà dự án chưa ra ấy thì mọi người cứ nghĩ là dự án này ra mình cũng sẽ ok, mình đầu tư thế này kia. Nhưng mà lúc đấy mức giá của nó chắc chắn là dự án nào cũng vậy. Đối với dự án của Vin, nếu chúng ta đầu tư đợt đầu đúng không ạ, chúng ta đầu tư được thời điểm ban đầu thì chắc chắn đều có lời. Nhưng mà nếu như so sánh bằng đấy mức giá ấy, thì chắc chắn lúc đấy mọi người sẽ so sánh với Vinhome Ocean Park và Vinhome Cổ Loa, thì hai thằng này thì giá lúc đấy chắc chắn nó sẽ xem nhau đúng không ạ. Một dự án bắt đầu triển khai và một dự án đã đi vào hoạt động được rồi đúng không ạ, và chắc chắn lúc đấy nó sẽ có sự so sánh. Và khi đấy thì giá của Vinhome Ocean Park nó sẽ tăng lên rất là nhiều, tại vì nó là cái kiểu như lúc đấy là có sự cái tính kiểu như là sự so sánh và cái tính bàn đạp, và lúc đấy mọi người sẽ dễ lựa chọn hơn, mua bán nó sẽ nhanh hơn, và chắc chắn rồi lúc đấy sóng nó sẽ lên cao. Đấy, đấy là Thiên Định tin chắc rằng mọi người nên hiểu một vấn đề là không phải dự án mới ra mà nó làm cho dự án Vinhome Ocean Park chậm lại, mà nó sẽ là khả năng, nó sẽ là cái bước đệm cũng như là cái sự so sánh để mà dự án Vinhome Ocean Park còn có thể tăng tiếp. Tại vì giá bây giờ nếu như mà so sánh ra thì mức giá loanh quanh tầm 100 triệu, những cái căn bên trong đảo Ngọc Trai, những căn song lập 150 m bây giờ đang là 15 tỷ đúng không ạ, hoặc là những cái căn bên khu sao biển 142 m bây giờ đang 13,5 tỷ, còn chưa đến 100 triệu một mét đúng không ạ. Thì chắc chắn rồi tương lai thì cô chú chị chúng ta phải hiểu là những cái căn liền kề bên Harmony thôi đúng không ạ, hồ nó không được hồ cát trắng như Vinhome Ocean Park, nhưng mà những căn bên trong xa tít hồ, những căn 90 m bây giờ cô chú chị biết giá thô của nó đã rơi tầm khoảng 14 15 tỷ rồi đúng không ạ. Có những căn vị trí đẹp ngay cạnh hồ đã vừa rơi tầm khoảng 16 tỷ rồi. Thế cô chú anh chị chúng ta thử hỏi những cái căn đấy mà so sánh với dự án Vinhome Ocean Park, mà Vinhome Ocean Park trung tâm thương mại còn ngay cạnh biển nước mặn, còn ngay cạnh biển hồ, còn ngay cạnh khu thương mại dịch vụ shop house kinh doanh mua sắm, còn ngay cạnh
đúng không ạ? Nó quá là tiện lợi, nó quá là đầy đủ. Không phải so sánh bất kỳ con vấn đề gì, nhưng mà Thiên Định chỉ nghỉ thôi. Cô chú anh chị chúng ta, nếu như chúng ta ở Harmony, chúng ta muốn đi mua sắm chúng ta phải lên trung tâm thương mại Vincom Center, đúng không ạ? Chúng ta muốn đi bơi chúng ta cũng phải đi sang bên các cái khu khác, hay chúng ta đi 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 biển hồ, hay chúng ta đi mua bán đúng không ạ? Ở đây là shop thương mại dịch vụ, là những cái khu kinh doanh mua bán, nó nằm ngay ở trong rìa phân khu của chúng ta rồi. Thế cô chú anh chị chúng ta còn phải lo lắng vấn đề gì đâu ạ? Nó quá là tiện lợi luôn, cái gì nó cũng tiện. Thiên Định chia sẻ luôn, nếu như mà ở ấy, lựa chọn cho mình cái Vinhome Ocean Park là một trong những cái môi trường sống mà nó thực ra là cực kỳ lý tưởng luôn. Ăn uống ngủ nghỉ vui chơi học tập chữa bệnh, đúng không ạ? Nó không thiếu một cái gì luôn. Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec này, trường đại học Vinuni này, hệ thống trường liên cấp Vinschool này thì không thiếu này, bể bơi này, biển nước mặn này, biển hồ này, các cái shop kinh doanh mua sắm. Sau này Thiên Định chia sẻ với chị luôn, cái phân khu Hải Âu nó không khác gì chợ đêm luôn, nó không khác gì một cái khu gọi là khu chợ của một cái khu đô thị, nó giống như chợ Ninh Hiệp ấy cô chú chị ạ. Tại số lượng cư dân ở đây nó quá nhiều, mà số lượng cư dân ở đây nhiều quá, 200.000 dân cô chú anh chị chúng ta thử hiểu. Quận Hoàn Kiếm của nó có 165.000 dân thôi, nhưng mà Vinhome Ocean Park nếu như mà cư dân đông đúc ấy, mà đầy đủ ấy, full ấy, nó rơi tầm hơn 200.000 dân. Thế cô chú anh chị chúng ta phải hiểu là nếu hơn 200.000 dân thì nó đã nhiều dân hơn so với quận Hoàn Kiếm rồi, đúng không ạ? Quận Hoàn Kiếm đang có 165.000 dân mà diện tích 500 ha, Vinhome Ocean Park 420 ha, mà hiện tại nếu như full đang có tầm khoảng hơn 200.000 dân. Đó là còn chưa tính sau này chủ đầu tư còn mở ra Vinpearl Land là khu vui chơi giải trí, đúng không ạ? Vinpearl Safari là khu bảo tồn động vật, rồi có hệ thống cây xanh, hệ thống bảo tồn cây xanh này bên ngay đối diện của đường cao tốc Hà Nội Phòng sang bên kia, thì nó quá là đẹp và quá là đẳng cấp của anh chị ạ. Và sau này bao quanh dự án này còn có Vinhome Dream City Hưng Yên nữa, cách dự án này nó còn tầm khoảng 6 cây, thì lúc đấy của chúng ta đã thấy cái sự so sánh nhỉ. Thì chắc chắn lúc đấy những cái tiện ích đẳng cấp như này thì chắc chắn là Vin Dream City Hưng Yên họ là từ cái vị trí đấy thì mọi người sẽ cân nhắc là ở đây Hà Nội đúng không ạ? Bên kia Vinhome Dream đang cách nhau 6 cây. Nhưng mà chắc chắn là Vinhome Dream City thì giá của nó thì nó là Hưng Yên thì chắc chắn giá nó sẽ thấp hơn so với Vinhome Ocean Park. Nhưng mà cái vị trí, về cái vị thế, rồi về cái tiện ích thì sau Thiên Định tin chắc rằng những cư dân bên Vinhome Dream City Hưng Yên cũng sẽ sang đây sử dụng những cái tiện ích đẳng cấp. Tại vì chả có nơi nào có thể xây dựng, trừ khi chúng ta đi vào tận Phú Quốc để chúng ta đi Vinpearl Land, đúng không ạ? Chúng ta đi tham quan, chúng ta đi du lịch, chúng ta đi safari, đúng không ạ? Chúng ta đi biển. Rồi tất cả những cái tiện ích mà cô chú anh chị chúng ta thấy là nó là bàn đạp, nó là những cái tiện ích mà nó chưa, những cái tiện ích mà đẳng cấp nhất nó còn chưa hình thành. Nhưng mà Thiên Định tin chắc rằng thời gian tới, tầm khoảng khả năng là sang năm 2022 thì chủ đầu tư sẽ triển khai. Nó sẽ rất là nhanh thôi cô chú anh chị ạ, nó sẽ rất là nhanh thôi. Chủ đầu tư Vingroup thì Thiên Định hiểu rằng một điều rằng chưa triển khai, chứ mà triển khai thì cực kỳ nhanh, tiến độ thì phải nói là thần tốc luôn. Thì đấy là cái cơ hội để cô chú anh chị chúng ta nắm bắt được cho mình và sở hữu cho mình được những cái căn biệt thự tại thời điểm bây giờ, đúng không ạ? So sánh về giá, chúng ta thấy luôn là cái mức giá hiện tại nó đang quá là hợp lý, mà kể cả mua đầu tư mua để ở nó đều cực kỳ hợp lý. Thì nếu cô chú anh chị chúng ta quan tâm muốn sở hữu cho mình một cái căn biệt thự tại Vinhome Ocean Park, muốn tìm hiểu chi tiết hơn, sâu sắc hơn về tất cả các khu, vị trí nó như nào, và nhu cầu từng khu nó như nào, thì hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Định qua số điện thoại là 0907 459 550. Thiên Định sẽ tư vấn chi tiết, đưa cô chú anh chị chúng ta chỉ cần đưa ra cái nhu cầu của anh chị thì Thiên Định sẽ hiểu và Thiên Định sẽ tư vấn để lựa chọn cho anh chị chúng ta những cái căn hợp lý nhất. Vâng, Thiên Định xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị đã theo dõi video của Thiên Định nha. Chúc quý anh chị chúng ta có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thiên Định xin chào và hẹn gặp lại.